Kính thưa quý vị, toàn thể chư tăng của hệ Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Nam Truyền thì đang chuẩn bị bước vào mùa an cư kỳ hạ, và xem như ngày mai là cái ngày chính thức để phát nguyện an cư mùa mưa. Hôm nay là cũng rộn rịp lắm, tức là chư tăng cũng sẽ quét dọn lưu cốc, quét dọn những cái tự viện của mình, những cái nơi cung cảnh trước mặt và ở xung quanh để đi vào cái mùa an cư. Và cũng nhân sự kiện này được khởi lên vào cái thời pháp hôm nay, chúng tôi xin trích giảng một cái đề tài được ghi nhận ở trong Kinh Hạnh Phúc. Đó là câu kệ ngôn mà Đức Phật Ngài giải thích cho những vị chư thiên hỏi về vấn đề hạnh phúc. Và vấn đề cái hạnh phúc ở cái chỗ ở, nó cũng là một cái điều đặc biệt. Câu kệ ngôn đó có cái âm giọng Pali là như vậy: là Bhatirupa Desa Vasuk. Và chúng ta nói tiếp ở phần cuối thì sẽ là e tăng măng cal mút tam ăn, đó là một cái hạnh phúc cao thượng, hay là một hạnh phúc cao nhất. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu những ý nghĩa qua từ vựng, đồng thời chúng ta liên hệ tới những cái điều đặc biệt ở trong giáo pháp qua cái câu kệ ngôn thật là bình thường nhưng mà không bình thường. Nó có ẩn chứa những cái điều rất là đặc biệt trong này. Và trước tiên về cái từ ngữ bát tí có nghĩa là một cái tiếp tục ngữ, có nghĩa là hướng về. Rupa đây không phải là sắc nữa, mà nó thuộc về cái thể vật chất. Cho nên bát tí rupa đê xá là cái vùng hay là cái miền, một cái vùng nào đó hoặc cái miền nào đó, và đê xá bát tí rupa đê xá là hướng về một cái vùng đất nào đó, em miền là đó. Và qua số là cái chỗ ở, chỗ ngủ. Và các ngài đã dịch là ở trong xứ nên ở, đó là một cái hạnh phúc cao thượng. Để trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái xứ nên ở là như thế nào, và cái xứ mà nên trú vào trong đó. Chỉ qua sơ cái chỗ ở cũng là chỗ trú, trú ở trong đó là cái xứ nào. Xin thưa quý vị rằng ở đây khi cái miền hay cái vùng nó cũng là một cái duyên để cho cái người này hay là những hành giả đang tu tập những pháp của Đức Phật có cơ hội để mà chứng đạt được những pháp thuộc nha. Chúng ta thấy rằng trong những bộ chú giải, khi mà Bồ Tát giáng sinh xuống với lòng mẹ thì Ngài phải chọn, Ngài quán xét là cái vùng đất nào Ngài sẽ giáng sinh vào. Thì Ngài thấy là dùng Trung Ấn Độ hay là Trung Quốc Độ, tức là ở khoảng giữa của quả địa cầu này. Cái vùng đó đặc biệt thế là có những cái minh triết, những cái sự phát triển tâm linh rất là cao, đến nỗi mà trong cái vùng của xứ Ấn Độ có một cái kinh thành gọi là Takashila. Chỉ Takashila có nghĩa là cái hòn đá, Shila là cái hòn đá, Takka là biết nói. Takashila một cái là một kinh thành mà đến nỗi cái hòn đá cũng biết nói, tức là có một kinh thành mà rất nhiều cái nghệ thuật, rất nhiều cái văn học, rất nhiều những cái nghệ mà đến mức độ tinh vi. Mà cái này đó là cũng như là một cái nôi nghệ thuật, văn hóa, học thuật của mình cho cái dân xứ Ấn Độ. Và chúng ta thấy rằng cái vùng đất Takashila cũng là cái nơi mà đã đào tạo được danh y Shivaka, đúng không? Đây là một cái vùng đất nổi tiếng. Nhưng ở đây chúng ta mới thấy rằng là khi Đức Bồ Tát Ngài giáng sinh vào lòng mẹ ở cái Trung Quốc Độ như vậy, hay là
ở trong Ấn Độ như vậy. Và những vùng còn lại đó được gọi là vùng biên địa. Mà như trong bản những bản sẽ giải nó là những vùng biên địa đó, thì khó có cái cơ hội mà chứng quả từ quả dự lưu cho đến quả A La Hán. Và theo cái định luật vô thường thì cái vùng biên địa nó cũng phải thay đổi, chứ nó không phải là vĩnh viễn là cái vùng đó mãi mãi là cái biên địa. Họ bao giờ mà có ánh sáng của tâm linh, ánh sáng của Phật pháp hay là ánh sáng của những minh triết đi tới thì cái vùng biên địa đó nó không còn là biên địa nữa, mà nó trở thành là một cái vùng đất đặc biệt. Và cho nên chúng ta thấy là cái luật vô thường nó cũng chi phối chứ không chi phối. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói rằng là cái trú xứ hay là cái vùng đất nó cũng là cái duyên để cho những cái người hành đạo, người đang đi vào trong một cái con đường giải thoát đó, nhanh chóng mình có thể gặt hái được những gì mình đang kỳ vọng, những gì mình đang mong mỏi, những cái pháp thượng nhân hoặc là những cái đạo quả, vân vân. Ở cho nên cái câu hình mà Đức Phật dạy là Batiro Bát De Sakvaso, cái ở trong cái xứ mình ở, bởi vì nó cũng là một cái điều kiện để mà có thể chứng đắc được những gì mình cần chứng đắc. Do đó ngài kết thúc bởi câu kệ là E Tăng Măng Galamutama, đó là một cái hạnh phúc cao thượng. Vậy thì cái vùng đất nào là cái vùng đất nên ở, hay là một cái trú xứ nào, hay là một cái xứ nào nên ở? Và xin thưa quý vị rằng nếu như chúng ta quán xét theo cái sự thật của thế gian, tức là quán xét những cái vùng đất ở bên ngoài đó, thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Có những cái mức độ mà an lành, không có chiến tranh, cư dân trong đó sống một cuộc đời không bị lo âu, không bị phải sợ sệt do cái tai nạn, mẹ phải lìa con, cha phải xa con, anh em phải ly tán, tài sản bị thất bát, bị tiêu hủy. Cái đất nước nào mà có chiến tranh, đất nước nào mà có loạn lạc, thì cái mức độ đó đang lâm vào một cái nghiệp chung của chúng sanh đó, tức là một cái nghiệp xấu đang khổ, khiến cho tài sản bị thiêu hủy bởi chiến hạn. Rồi sự xung hợp giữa cha mẹ, anh em hay thân bằng quý thuộc, nó cũng bị chia ly, chia cắt. Một cái mức độ như vậy thì quả thật có cái nhiều cái hiểm nạn hơn là một sự an lành. Tái lại những cái mức độ nào mà không có chiến tranh, cư dân sống một đời an lạc, an lạc ở đây là không lo sợ bởi cái tai nạn của chiến tranh. Ở trong một góc độ này, một ý nghĩa này, chúng ta nói tới cái sự an lạc đó do không sợ hãi bởi chiến hạn. Đây là mình nói về cái mảnh cái khung trời rộng lớn của một quốc độ. Bây giờ trở lại tiếp theo cái con hẹp lại, thì chúng ta thấy có một cái vùng đất mà nó an lành. Sự an lành đây nó không phải là do cái vật chất hay là do những cái điều kiện mà ưu đãi, nhưng một cư dân đó sống một đời rất là hiền hòa. Có những vùng đất mà người ta bỏ cửa ra mà không sợ mất mát, có những cái vùng đất mà người ta sống hòa thuận giúp đỡ nhau, cái vùng đất đó được xem là vùng đất tốt. Hoặc là một cái thôn xóm nào đó mà cư dân nơi thôn xóm đó sống một cuộc sống hài hòa với nhau, tương trợ lẫn nhau, không hề có một cái sự tranh chấp nhau, thì một thôn xóm đó cũng xem như là vùng đất tốt. Tuy nhiên đó, những cái tốt bên ngoài nó chưa phải là một cái được gọi là một cái hạnh phúc cao thượng. Vậy thì cái vùng đất nào được gọi là cái xứ nên ở và mang tới một cái hạnh phúc cao thượng? Xin thưa theo bản sứ giải của kinh Mangalaspa, tức là kinh hạnh phúc đó, thì cái vùng đất mà nên ở đó là vùng đất có những bậc trí cư ngụ. Nơi nào có những bậc trí cư ngụ đó
thì cư dân ở đó sẽ có cơ hội học tập và thực hành những cái điều tốt đẹp, và xa lắm giải trừ đi những cái điều không tốt đẹp hay điều bất thiện pháp. Đây là một cái vùng đất, một cái trú xứ nên ở, nên trú ngụ. Điểm thứ hai nữa, theo bản sứ giải cũng ghi nhận rằng là cái vùng đất nào mà có thánh nhân, có thánh nhân đang cư ngụ rồi đó, và những cái vùng đất nào mà có cái cơ hội tạo đi những cái nghiệp lành của mình, tức là tạo đi được cái 10 cái hạnh phúc. Cái vùng đất nào mà có vị thánh nhân xuất hiện ở lúc đó thì cư dân chúng ta ở nơi đó được nhận được cái sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó không phải qua vật chất mà hạnh phúc qua cái tinh thần. Ở chính trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật ngài cũng dạy cái câu kệ ngôn này, nói về cái ngài, nói về Đức A La Hán Rewata và được Đại Đức Tâm Cao Phổ Thi như thế này: làng mạc ngọ, núi rừng kia và thung lũng ấy lối về non cao, A La Hán trú nơi nào, dân cư chỗ mấy, xếp ba hàng là. Bởi sao? Bởi một vị A La Hán dù ngài không giảng pháp, dù ngài không có dạy thiền, nhưng mà chỉ ngài đi bát thì bình thất thực thôi. Cái người nào khởi tâm cung kính đối với vị thánh A La Hán rồi, ở đảnh lễ vị A La Hán, thì chỉ đến như đó thôi cũng đủ để hưởng cái phước sinh thiền, và đồng thời được sinh vào những cái dòng dõi cao sang. Chỉ đảnh lễ không thôi. Nói chi tới mà đặt bát, mà đặt vào bát của các ngài những cái vật mà cúng dường vật thực thì quả phước càng tăng trưởng thêm. Nếu như những vị thánh A La Hán đó là một vị pháp sư, vị thánh A La Hán đó là một vị thiền sư, thì ngài sẽ dạy những cái pháp dẫn tới nhàn cảnh, thực hiện những cái pháp đưa tới nhàn cảnh. Dĩ nhiên vị A La Hán mà là pháp sư thì vị đó vẫn là luôn kim luôn cả thiền sư, bởi vì có thiền mới chứng quả A La Hán, đã thông suốt được con đường đó, đã thông đạt được cái pháp học cũng pháp hành. Có những vị thánh A La Hán thì chỉ thông thuộc được cái pháp hành, nhưng mà về pháp học thì ngài không đủ cái ngôn ngữ để mà vận chuyển pháp luân của Đức Phật. Tuy nhiên chỉ cung kính ngài không thôi, chỉ cúng dường đến ngài không thôi, chỉ hoan hỷ với ngài không thôi, thì cũng đủ đã có những phước báo lớn. Và cho nên trong kệ ngôn Đức Phật ngài dạy rằng là A La Hán trú nơi nào, dân cư chốn ấy xuất ba an lạc. Khi mà ngài giảng pháp, khi mà ngài dạy những pháp môn thiền tịnh theo tập của ngài, hành theo những lời ngài chỉ dạy, thì đạo quả hoặc là những cái pháp thượng nhân sẽ đến với người đó, có được người đó. Ở trên cái vùng đất nào mà có bậc trí đang cư ngụ, cái vùng đất nào mà có bậc thánh đang cư ngụ. Những bậc trí thì gì đó thì hiểu biết rằng đây là cái điều nên làm, đây là phước, đây là những điều không nên làm, đây là tội. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ này, cái vùng đất nào mà có cơ hội để mình tạo được cái tập mà hạnh phúc, tức là có thể là bố thí được, có thể là trì giới được, có thể hiểu được thế nào là bố thí tốt đẹp và họ hiểu được cái bố thí không tốt đẹp, có thể nào có thể hiểu được thế nào là cái trì giới tốt đẹp và trì giới không tốt đẹp, rồi thực hiện được những pháp tu tập, những thiền tịnh hay cung kính hay là phục vụ hay là nghe pháp vân vân. Ở đây là những cái vùng đất mà nên ở. Để chúng ta thấy rằng chư thiên có nhiều khi hưởng cái quả không thôi, nhưng mà dùng đất chư thiên không có những cái cơ hội tạo những cái phước lành như chúng ta. Bởi sao? Bởi vì chỉ hưởng quả không. Ở cảnh chư thiên không có người nghèo khổ, mặc dù những gì chư thiên không có hề có cái sự sát sanh, không có sự trộm cắp, không có sự tà dâm,
Nhưng mà đây là một cái giới tự nhiên thôi. Nó không phải do cái tác ý hay là do một sự cố ý để mà thành tựu. Chính Đức Phật dạy rằng là chê tá na hăng thích khơ quê si lăng quá đa mí. Này chư Tỳ Khưu Như Lai dạy rằng cái sự cố ý nó là giới. Bởi vì một cái giới tự nhiên như vậy, không có một sự cố ý thì hình dung là tốt, nhưng mà thật sự chưa hẳn là tốt lắm. Đại khái như dùng đất bắt cư lưu châu chẳng hạn vậy. Có những chúng sanh sống trong xứ bắc cư lưu châu á, họ không hề có vi phạm giới, cái giới của họ là giới tự nhiên mà có, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và cái đời sống của cư dân ở bắc cư lưu châu xứ Kuru Di Bá là 500 năm. Họ không có mang một chán giấc là tôi và của tôi. Nhưng mà cái đó là do không có sự cố ý trong đó, cho nên cái sự chán giấc là của tôi không có đó. Ở trong là nó xuất hiện theo một cái tự nhiên mà thôi. Bởi vì theo bản xứ giải, người và cõi do thượng tọa Thiện Phúc chuyển dịch từ Thái ngữ sang Việt ngữ. Cái đó nêu lên rằng là cái người dân mà xứ Bắc Phương Châu sau khi mà sanh con ra, họ bỏ cậu, họ chẳng màng đến đứa con đó, còn họ lặng lẽ họ ra đi. Rồi đứa con nó do cái phước duyên của họ, của nó. Cái người đi đường thấy vậy, nó đưa ngón tay vô trong miệng của đứa bé, để có dòng suối, hai dòng mà sữa, nó nuôi dưỡng đứa bé lên. Họ đến mà sau 7 ngày đứa bé nó tự đi được, và nó đến cây như ý, nó ước nguyện, nó mong những cái vật thực đó thì có những vật thực. Và chính đứa bé nó không biết cha mẹ mình là ai hết, cho nên không có cái vấn đề ngã sợ trong này, của tôi trong này, cha của tôi, mẹ của tôi. Và cái người mà sinh ra con như vậy cũng không nghĩ, không còn biết đứa con mình là ai hết, cho nên không có vấn đề là con của ta. Cho nên cái đó là một sự tự nhiên mà thôi. Nhưng mà vì nó không có cái tác ý, nó không có cái tác ý hoặc là không có cố ý trong đó, cho nên nó cũng không có dẫn tới cái đạo quả hay là dẫn tới những cái tác thượng nhân khác. Cho nên chúng ta thấy rằng cái vùng đất nào mà có cơ hội để tạo được cái thập hạnh phúc là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, lễ bái, hồi hướng phước, nghe pháp mà trước pháp cũng vậy. Nay cái vùng đất đó là cái vùng đất một cái túi xí nên ở nơi các bạn. Lại nữa, theo bản sứ giải của kinh Hạnh Phúc thì cái vùng đất mà nên ở đó là cái nơi mà có Phật pháp, ánh sáng Phật pháp đang lan tới hoặc là đang hưng thịnh. Và chính Phật pháp đang hưng thịnh thì nơi đó sẽ sản xuất ra được những danh tăng, những vị cao tăng. Và chúng ta thấy rằng những thiền sư nổi tiếng của vùng đất trên thế giới này thì xuất phát từ cái vùng đất của Miến Điện, như là ngài Ledi Sayadaw hoặc ngài Mahasi hoặc là ngài Gorinka, không ạ? Bởi vì ở trên thế giới này có hai cái nơi được xem là cái nơi Phật giáo. Một cái nơi được xem cái nơi Phật giáo thứ nhất của Bắc truyền đó chính là cái vùng đất Tây Tạng. Một cái nơi được xem như là cái một cái vùng đất được xem như cái nơi của Phật giáo của hệ Nam truyền đó chính là cái vùng đất Miến Điện, mà cổ sơ nhất là cái kinh thành Thà Tộc. Và dưới đây chúng ta thấy rằng có ba cái trú xứ mà nên ở. Thứ nhất là nơi có bậc trí, thứ hai là nơi có bậc thánh nhân, là nơi mà có cái điều kiện để tạo những cái việc làm, tạo ra những cái thập hạnh phúc. Và đặc biệt là cái nơi mà có ánh sáng Phật pháp đang hiện khởi, đang tăng trưởng, đang làm cho được sáng. Theo bản sứ giải thì như vậy. Điều này cho chúng ta thấy rằng cái vùng đất mà nên ở đó là cái vùng đất nào mà có thể có cơ hội, có cái điều kiện, nó tạo duyên để cho những người đó tu tập những cái thiện pháp,
thực hành được những thiện pháp. Và cái vùng đất đó sẽ là chuyên để có thể chứng đạt được những cái pháp thiền định hoặc là những cái pháp mà đạo quả của Ngài. Cho nên từ một cái vùng đất đó thì Đức Phật mới dạy là e tăng năng quốc tâm năng là cái hạnh phúc cao thượng. Nhưng tới đây không phải bấy nhiêu đó là đủ để gọi là hạnh phúc cao thượng. Bởi vì là dạy của Đức Phật, văn nghĩa của Túc, nó vừa phù hợp với bên ngoài mà cũng vừa phù hợp với bên trong. Ở trên nữa, với một vị tỳ khưu đang ăn cư mùa mưa thì vị đó sẽ chọn một cái trú xứ nào để làm cho mình tăng trưởng được cái đạo tâm của mình, tăng trưởng được cái thiện hạnh của mình, và tăng trưởng được cái pháp học lẫn tác hành của mình. Cho nên cái trú xứ thưa quý vị cũng rất là quan trọng đối với người mà có cái tâm, có cái cơ tánh tham á, hay là cơ tánh tầm chẳng hạn, mà cái cốc mà liêu cốc mà xinh đẹp quá thì nó lại là một cái chướng ngại cho cái sự hành thiền mà. Bởi vì liêu cốc đẹp thì nó sẽ dẫn tới cái sự ái luyến, sự dính mắt. Mà cái người này lại có cơ tánh là tham hoặc là cơ tánh tầm thì nó dẫn, nó khiến cho những cái pháp hành thiền của mình á, nó lại không được phát triển. Dính cái điều này ở trong bộ sách Thanh Tịnh Đạo, Ngài của Thái Hoa Sá, Ngài cũng đã nêu ra như vậy. Đối với người một cái tánh sân á, mà cái liêu cốc bề bộn, ở phía trước nó là những cái vật mà cũ đổ nát, hay là những cái vật mà xấu xí, cái người đó ngồi hành thiền mà bước ra rồi thấy là tự nhiên tâm nó cũng khó chịu, tâm nó khó chịu vậy thì nó dẫn tới là cái chướng ngại cho cái chi hỷ của thiền sinh thời. Cho nên cái chỗ ở, cái quát xô hay là quát tắc, nó phải phù hợp với cơ tánh. Với một người mà có tánh sân nhiều thì nơi đó phải khang trang, phải mát mẻ, phải xinh đẹp, để chi, để làm giảm bớt cái cơ tánh sân. Ngay cả người có tính giác cũng vậy, tánh trí cũng vậy. Bởi tính giác của tính trí nó bên ngoài giống nhau, ở bên trong gì khác nhau đó. Mà cái người mà có trí nhiều cũng dễ sân đó. Mọi người sân nhiều chưa chắc là có trí, mọi người trí nhiều hơn sân, nó duyên như vậy. Bởi sao? Bởi sân á, ngày Bồ Tát Quan Sát ngày giải thích là sân á thì nó diệt chúng sanh, nó tàn phá chúng sanh, nó bị. Còn trí á, nó cũng diệt nhưng mà diệt pháp hành. Đây là giữa sân và trí nó có cái một ranh giới khác biệt nhau mà khác biệt rất rõ ràng. Người có tánh sân nhiều thì hay đánh đập làm hại những chúng sanh khác. Trái lại người mà có tánh trí nhiều thì thường thường muốn tận diệt đi các pháp hành. Bởi các hành nó sinh ra khổ và trí đã thấy được cái khổ của pháp hành, cho nên không thích pháp hành, muốn hủy diệt pháp hành, muốn làm cho pháp hành không còn nữa. Và chính là cái trí đạo A-la-hán nó tận diệt những cái phiền não, thì đồng thời nó cũng tận diệt những cái pháp hành sinh khởi trong tương lai, tức là không còn sinh tử luân hồi. Nhưng mà hình dung bên ngoài thì rất là giống nhau. Cho nên người tính sân và người tính trí chọn cái chỗ ở, chọn cái trú xứ nó xinh đẹp, tươi mát. Cho nên nếu như mà vô cốc vị sư nào chẳng hạn mà thấy là xinh đẹp tươi mát thì nếu mà khen ngợi thì đó là vị này có tính trí. Nếu mà khen ngợi một cách mà có ý không hài lòng thì vị này cho là vị này nếu có tính tầm thì rất là nguy hiểm, đã khác như vậy. Cho nên cái chỗ ở trên ở thì phải phù hợp với cơ tánh mà. Do đó thì Đức Phật, do đó thì mới cái pháp mình nó tăng cường. Mà đặc biệt là cái chỗ ở nào trong khi phát thiền tập của chúng ta thì cái chỗ ở, cái trú xứ nào mà nó gắn xa được sắc thinh hương vị xúc, những cái sắc tốt, những cái âm thanh di diệu du dương,
những cái mùi hương, hoặc là những cái vị ngon ngọt, hoặc là những thân mà đụng chạm xúc lạc. Bởi tất cả những cái điều đó nó dễ dàng dẫn tới cái tâm dính mắc trong đó. Các ngài giải thích rằng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thân đụng lạ, đụng chạm xúc lạc đó, bản thân nó không phải là tốt, cũng không phải là xấu, nhưng mà nó là những cái tiếng kêu gọi của một con thú quý hoặc một con thú lớn để hấp dẫn cái tên thợ săn đi tới để tìm, để săn bắt nó, để chiếm đoạt với nó, để dính mắt với nó. Cái tên thợ săn kia chính là tâm. Người sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thân đụng chạm sắc lạc đó, bản thân của nó vô thưởng vô phạt, không tội lỗi cũng không có phước thiện, bản thân của chúng là vô khí. Nhưng mà vì sắc đẹp, vì quá tốt, vì tiếng du dương, vì cái mùi hương, vì cái vị ngon, vì thân đụng chạm sắc lạc, nó là tiếng kêu gọi của con thú quý, cho nên tâm nó dính mắt không lại. Vậy tịnh. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng cái nơi tu tập mà tốt đẹp nhất cho những cái vị tỳ khưu là ở đâu? Là ở cội cây, là ở đống rơm, là ở khu rừng, là ở trong hang động, là ở ngôi nhà trống. Và chính ở nơi nhà trống sắc tinh hương vị xúc nó, trống cái sắc đẹp, trống cái tiếng hay, tiếng du dương, trống cái mùi hương, trống cái vị ngon, trống cái lạc đó, để giúp cho người Phật tử chúng ta dù ở trong thành phố cũng thể kiến tạo được một cái túi xí mà vắng xa đi sắc tinh hương vị xúc. Tức là trong căn phòng thiền tập của mình cũng là một túi xí, một túi xí đó đừng bao giờ có những cái màu sắc xinh đẹp, đừng bao giờ có những cái tiếng nhạc rì rào. Đại khái là cái ngôi nhà trống, nó trống sắc tinh hương vị xúc đó, đó là một cái túi xí, nó làm duyên, họ cho tâm lìa bỏ đi cái tham ái, cái dính mắt, cái ao ước thọ hưởng những cái gì cũng vậy, sắc tinh hương vị xúc. Thế là chúng ta mới vừa tìm hiểu một cái túi xí ở bên ngoài, chưa nói đến một cái túi xí bên trong. Nhưng mà cái câu chuyện ngôn là ê tăng cái mút ta măng á, một cái hạnh phúc mà cao tột, nó phải từ một cái túi xứ ở bên trong tâm của chúng ta. Tức là làm sao cho tâm chúng ta nó an trú được ở trong một cái chỗ đáng an trú. Làm sao cho tâm chúng ta nó ở trong một cái chỗ đáng ở. Một cái chỗ đó là gì? Một cái chỗ đó là tâm chúng ta an trú trong cái đề mục thiền tịnh, tức là 40 cái đề mục thiền tịnh, hoặc ít nữa gì thì cũng phải an trú ở trong cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Nếu nó rộng ra thì có ân đức giới, ân đức thí, ân đức của sự bố thí, ân đức của chư thiên, ân đức của niết bàn tịch tịnh, hoặc là niệm tưởng chết chẳng hạn, tức là 10 đề mục về niệm tưởng. Nhưng mà trong 10 đề mục niệm tưởng nó phù hợp với cơ tánh của một số chúng sanh. Chỉ người mà có đức tin mạnh thì đề mục Phật Pháp Tăng Thí Giới Thiên sẽ là có hiệu ứng cho cái người đó. Đối với người mà có tánh trí nhiều thì đề mục về niệm tưởng niết bàn, phân tích tứ đại. Đối với người mà đang phát triển tâm vô lượng thì là rải tâm từ, tâm mà thương yêu chúng sanh. Đối với người mà có tâm tham ái nhiều thì quán xét về thị trường. Đó, cái đề mục đó, tâm ở trong cái đề mục đó là ở nơi đáng ở. Với người có đức tin nhiều thì ở trong cái ân đức Phật, niệm tưởng ân đức Phật Pháp Tăng Giới Thí Thiên là cái chỗ ở của tâm, cái chỗ đáng ở, ở trên chỗ đáng ở. Đối với người mà có một cái tâm thanh ái thì quán xét về thể trược, quán xét về hài cốt, niệm tưởng về hài cốt, niệm tưởng về cái thể trược, đó là cái chỗ đáng ở của tâm.
đối với người có tánh trí thì quán xét niệm tưởng về ân đức của Niết Bàn, ân đức của tịch tịnh, ân đức yên lặng là cái chỗ ở đáng ở của tâm. Đối với người mà phát triển về cái tứ vô lượng tâm thì rải tâm từ, rải tâm bi, đó là cái tâm đang ở chỗ đáng ở. Và hơn nữa chúng ta thấy rằng cái chữ Ajatana cũng là xíu một cái danh từ khác để chỉ cho cái chỗ ở. Như vậy thì cái người muốn tìm được cái chỗ ở đáng ở, tức là an trú tâm vào cái chỗ ở đáng ở đó, chính là cái người mà đang tu tập tứ niệm xứ, an trú tâm ở thân niệm xứ, an trú tâm ở thọ niệm xứ, an trú tâm ở tâm niệm xứ và an trú tâm ở pháp niệm xứ. Tức là tứ niệm xứ là cái chỗ đáng ở cho tập. Khi nãy chúng ta vừa tìm hiểu cái chú xứ ở bên ngoài, từ quốc độ đến cái vùng, đến nơi là một cái vùng nhỏ, rồi đến là thu hẹp tới một cây rậm hoặc là nơi mà không có sắc sinh hương vị xứ, nó chỉ là cái chú xứ bên ngoài, nhưng mà nó cũng là điều kiện để hỗ trợ. Nhưng mà ở đây để tìm được một cái hạnh phúc cao tột, để có được một hạnh phúc cao tột, thì người này đang trú tâm ở trong một cái nơi đáng ở. Và nơi đáng ở đó, nơi tâm mà đáng chỗ ở của tâm đáng ở đó không gì khác hơn là thiền tịnh hoặc thiền quán. Trong phần thiền tịnh thì chúng ta có những cái đề mục thiền tịnh nó phù hợp theo cơ tánh của chúng ta, như chúng tôi vừa trình bày quý vị. Về mặt thiền quán thì chúng ta phải có an trú tâm ở trong thân thọ tâm pháp của tứ niệm xứ. Mà đặc biệt ở đây, đặc biệt với một người mà có cái tánh mà ao ước thích hưởng thụ nhiều thì nên an trú tâm ở thân niệm xứ. Với một người mà có cái tính không yêu thích, không hài thích hay không hài lòng lắm đối với những sự an lạc vật chất bên ngoài, mà thấy là chỉ cần muốn cái tâm mình được hân hoan, tâm mình được sáng suốt, tâm mình được thoải mái, thân tâm mình được an lạc, thì người này cần phải an trú tâm ở thọ niệm pháp, thọ niệm xứ. Để thấy là cái sự an lạc của thọ nó cũng vô thường, nó cũng dẫn tới nhiều nhiêu khê, nó dẫn tới nhiều cái tắc trở, chứ không phải an lạc bình thường, an lạc theo cái nghĩa của mình hiểu. Với cái người hài vọng đến một cái tâm thức nó trường tồn bất biến, cái người cứ lo nghĩ tới mà cho rằng có một cái gì đó nó luôn luôn là không hề thay đổi, thì người này sẽ an trú tâm ở trong cái tâm tứ niệm xứ. Nhưng tất cả dù tâm, dù thân, dù thọ thì chung quy cũng đi vào pháp tứ niệm xứ nếu chúng ta khéo và vận dụng. Và trong phần pháp tứ niệm xứ thì chúng ta chỉ có bốn cái vai trò hay là bốn cái nơi cần phải đặt tâm tại, cần đặt tâm ở trong cái chỗ đó. Thế nào là bốn? Xin thưa quý vị, thứ nhất là bốn sự thật, luôn luôn đặt tâm ở vào trong cái bốn sự thật này. Bất kỳ một sự kiện nào khởi lên thì chúng ta phải nhìn nó, thấy nó và biết rõ một sự kiện đó là gì, là khổ, là khổ. Bởi vì mà tất cả một cái sự kiện hữu vi nào khởi lên thì đều mang tính chất khổ trong đó. Cái lót lạ kia nó chỉ là cái áo bên ngoài của một thân thể khổ. Một thân thể ở bên trong nó lỡ lối, nó nhiều cái vết ghẻ, nhiều mũ máu, nhưng mà lớp ngoài mặt cũng nhung gấp. Người ngoài nhìn tưởng rằng cái người này là người giàu sang, có nhung có gấp, nhưng mà rõ ràng ở trong cái bên trong, khi mà cởi bỏ cái lớp nhung gấm kia ra thì những cái vết lở, những cái vết ghẻ, những cái mũ máu nó thể hiện bày. Cho nên Đức Phật dạy rằng sắp đê sân kha ra đức kha tí, tất cả những pháp phụ vi đều là khổ, nhưng mà nó bị cái màn
ảo giác của lạc nó che phủ bên trong. Cũng giống như một cái người bị cái lớp gấm nhiễu ở bên ngoài là mờ mắt đi, khiến không nhìn thấy được những cái gì nó xấu xa ở bên trong thân đó. Và một người nào mà nhìn những sự kiện hữu vi là lạc, thì Đức Phật ngài dạy rằng ai mà hoan hỷ trong cái pháp nào, ai mà thấy cảm thấy an lạc trong pháp nào, người đó bị ma trói buộc, đã bị ma dẫn lối. Cái điều mà bị ma trói buộc đó, cái câu Phật ngôn này xin thưa quý vị cái truy tầm ở trong tư kinh, hoặc ở trong tăng chi kinh. Ai thấy được vị ngọt, ai thấy được nguy hại của vị ngọt, và ai đã tìm được cái phương án thoát ra cái nguy hại đó, đó là ba cái pháp cần phải quán xét. Chính Phật ngài nói là bao giờ khi còn Như Lai còn là Bồ Tát, Như Lai biết đây là vị ngọt, biết đây là nguy hại, biết đây là xuất ly. Này chứ thì không bao giờ Như Lai không biết như thật vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, thì Như Lai chưa tự xưng mình là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa, rống lên tiếng rống của sư tử, hay rống lên tiếng rống của ngu vương. Như vậy thì thấy vị ngọt bên ngoài như vậy, nhưng bên trong nó có cái nguy hại mà trong đó, cũng giống như mình thấy gấm nhiễu bên ngoài vậy, nhưng mà bên trong nó là những cái mục vẽ nó chứa đầy mũ máu thôi. Phải thấy được như vậy như vậy thì phải thấy sự khổ của các pháp của mình, và đồng thời thấy được cái nguyên nhân của nó, tìm hiểu được cái nguyên nhân của nó, cái nguyên nhân nào phát sinh khổ này. Và cái mục đích của chúng ta, mục đích của người tầm đạo, mục đích của người mà thoát ly ra, mong mỏi mà thoát ly khỏi sự tự hồi, không phải diệt quả mà là diệt nhân. Bởi cái nhân khổ sinh lên bởi cái quả khổ sinh lên bởi do cái nhân khổ. Bao giờ không có nhân khổ, không có duyên để cho sự khổ, thì bây giờ cái khổ này nó không hiện bày, nó không có được. Thấy được, biết được cái nguyên nhân sinh khổ đó, và thấy được cái phương án, hiểu được cái phương án, biết được cái phương án, thực hiện phương án đó thì chấm dứt cái nhân đó. Khi mà chấm dứt cái nhân khổ thì sự diệt khổ nó sinh khởi, nó có rồi. Tức là tâm ta an trú trong bốn sự vật, ví dụ đấy, hoặc là tâm chúng ta an trú ở trong cái ngũ uẩn này, để phân tích rằng đây là sắc, sắc này sinh ra do nhân nào và do duyên nào, đây là thọ, thọ này sinh ra bởi do nhân nào do duyên nào, vân vân. Và chính Đức Thế Tôn Phật ngài dạy rằng á, một vị thầy phương nó bạch ngài, xin ngài dạy cho con pháp môn để con quán xét, con tu tập. Ở Đức Thế Tôn Phật ngài dạy này, thì phương hãy quán xét về ngũ uẩn. Sau khi mà chứng đắc được ngũ uẩn rồi, chứng đắc được quả dự lưu rồi, vì thì phương này bà hỏi cho Đức Thế Tôn Phật ngài hãy dạy con pháp môn để chứng đắc được đạo cao hơn. Đức Thế Tôn Phật ngài cũng dạy rằng hãy quán xét ngũ uẩn, thậm chí tới bậc A-la-hàm cũng quán xét được ngũ uẩn để chứng đắc quả A-la-hàm. Cho nên tâm chúng ta đặt vào cái quán xét về cái sắc quẩn, quán xét về cái thọ quẩn, quán xét về cái thức quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn, hiểu rõ được cái nguyên nhân của nó, hiểu rõ được cái tai hại của nó, hiểu được những cái tác dụng lớn của nó, và đối với những cái tác dụng lớn, mượn nó làm cái phương tiện để đi tới, để mà tiến đắc được những gì cần tiến đắc. Và đến những cái phương diện nguy hại của nó thì chấm dứt nó đi. Thí dụ như hành nha, hành quẩn thì nó cũng có cái tốt chứ không phải xấu, nhưng mà chúng ta mượn lấy cái điều tốt đó, tạo những thiện nghiệp đó là cái hành thiện. Hành thiện là một điều tốt, và nhờ khai triển, nhờ phát triển những cái hành thiện, thì lúc nào đó cái người này dễ dàng cũng như là chứng đắc được cái đạo quả. Đó là những hành bất thiện, thấy rõ những hành bất thiện, những hành nào mà đi chung với tham sân si, những hành nào đi chung với ganh tị, đi chung với bỏng sẻn, đi chung với hối hận, đi chung với phóng dật của bất, thì những cái hành đó là cái hành cần phải bỏ đi,
cần phải diệt trừ đi, cần phải chấm dứt đi. Và những hành nào mà đi chung với vô tham vô sân vô si, đi chung với niềm tin, đi chung với sự vỡ hổ thẹn tội lỗi, hoặc là gây sợ tội lỗi, và những cái hành đó là hành tốt đẹp, cần phải phát triển. Những cái tưởng nào đem tới một cái sự tốt đẹp để mà chứng đắc được những cái pháp thượng nhân, như là tưởng về quá khứ để mà chứng đắc được cái túc mạng minh chẳng hạn. Chính vì cái túc mạng minh đó thì chúng ta sử dụng tưởng, chính trong đề một thiền tịnh này cũng sử dụng tưởng, chính trong cái đề một niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng cũng sử dụng tưởng, gọi là tưởng niệm. Tưởng niệm ân đức Phật, tưởng niệm ân đức Pháp, tưởng niệm ân đức Tăng. Những cái tưởng quẩn này nó tốt, nó triển khai, nó phát triển. Còn tưởng về dục lạc, tưởng về sắc đẹp, tưởng về âm thanh du dương, tưởng về cái mùi hương, gọi là sắc tưởng, thinh tưởng, vị tưởng hay là xúc tưởng. Những cái tưởng này nó đang đi vào trong cái dục lạc, nó đang đi vào trong cái dục tâm. Những cái tưởng này cần nên chấm dứt, cần nên buông bỏ đi. Những cái thọ này, thọ an lạc không phải là không có diệu dụng như chúng ta quán xét. Cái thọ an lạc này nó là khổ, mà Đức Phật ngài dạy như vậy. Rồi khi mà khổ, thọ khổ nó cũng không phải là không có tác dụng, hãy quán xét khổ này như là mũi tên. Rồi một trạng thái thản nhiên không vui không buồn cũng phải quán xét, cái này nó giống là vô thường, nó có tính cả, nó không phải không có gì được. Hãy quan sát ngũ uẩn như vậy, cái thức này nó biến diệt nhanh chóng. Mới thấy sân đó thì thấy tính đó, mới thấy tính đó rồi khó chịu đó, rồi nó thấy khó chịu đó cảm thấy hân hoan ở đó, không anh? Thế nó tạo cho chúng ta cọ sát nó nhiều lần vậy, chúng ta sẽ thấy rằng có một cái tướng vô thường ở trong cái thức uẩn này. Mà thức uẩn này nó vô thường vậy, dù là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, tâm tốt, tâm xấu, tâm không tốt, không xấu chẳng nữa, thì luôn luôn cũng thay đổi biến diệt như vậy. Thì có một cái chủ thể nào đó thuộc về tâm thì họ sẽ không thể tìm thấy ở trong đó. Không có một cái chủ thể nào mà trường tồn bất ngờ biến, cho dù chủ thể đó là tâm đi chăng nữa thì tâm nó cũng bị vô thường. Họ quán xét như vậy, đó tâm đặt vào quán xét về ngũ uẩn. Quán xét gì nữa? Quán xét về 12 xứ. Ngoại xứ Ajatana. Mắt nhìn nhận sắc. Nếu người nào có cái trí tuệ nhạy bén thì biết rằng đang nhận lấy cái sắc xứ, cái màu sắc. Nghe âm thanh, đó là thinh xứ. Và sự nghe này nó chính là nhĩ xứ. Nhưng mà đặc biệt là quán xét về cái pháp xứ. Trong 12 xứ nó có ý xứ và pháp xứ. Hai cái đây là phần chủ chốt. Ý xứ là tất cả tâm, chúng ta vừa trình bày quý vị qua một cái quán tắc về ngũ uẩn rồi. Như bây giờ có pháp xứ, pháp xứ người này biết phân biệt được, đây là tính nè, đây là niệm nè, đây là khổ đẹp tội lỗi, đây là gây sợ tội lỗi, và đây là phóng dật nè, đây là không khổ đẹp tội lỗi nè, đây là ganh tị nè. Họ quán xét về cái pháp thiện và pháp bất thiện, thấy rõ trong cái pháp này cái nào là trưởng, cái nào là chủ yếu, còn cái nào chỉ là duy phụ thuộc. Thí dụ một người Phật tử khi đảnh lễ chiêm thân Phật thì người này phải hiểu biết rằng hiện nay cái tâm thiện này nó do tính làm trưởng, hay là tính nó mạnh, tính nó đang hiển lộ cái sức mạnh của nó. Còn những cái pháp khác thì nó đang là phụ trội, nó đang khắc tùng thẹt. Một người đang chú ý theo dõi cái đề mục thiền tịnh hay thiền quán thì người này sẽ hiểu biết rằng hiện nay cái pháp niệm nó đang làm chủ, nó đang là cái quyền, và những pháp khác là phù hợp với phụ trội. Người đó biết phân tích được như vậy, biết hiểu biết được như vậy. Và đặc biệt trong cái pháp xứ, xin thưa quý vị, trong pháp xứ có một cái pháp mà khi nói lên từ vị tỳ khưu cho đến hàng tại gia cư sĩ đều hoan hỷ, đều tu, đó chính là cái niết bàn. Trong pháp xứ có cái niết bàn nữa,
mà đưa tâm mà quán xét được cái niết bàn vào một cái bản lực an tịnh. Như vậy thì cái trí tuệ người này càng lúc càng nhạy bén. Và có gì mà nhà nhảy bén được như vậy thì bây giờ người này đang, cái tâm người này đang ở chỗ nên ở, có cái trú xứ nên ở, nên an trú trong đó. Rồi hoặc là một cái người khác chọn một phương án khác, quán xét gì, quán xét 18 giới, thật sự 18 giới ngũ uẩn hay 12 xứ cũng chỉ là một xuất phát từ danh sắc mà ra. Danh sắc là nói gọn, đối với những người mà có cái trí thông hiểu, trí nhạy bén, chỉ cần nói danh sắc là đủ hiểu. Nhưng mà đối với một cái người mà có trí tuệ không được nhạy bén bằng thì Đức Phật ngài dạy ngũ uẩn. Rồi đối với một cái người mà có cái trí tuệ mà trung bình, nhưng mà cái cơ năng hay có cái cơ hội, có cái tiềm năng đạo quả có thể sẽ chứng đắc được, thì Đức Phật ngài dạy rộng hơn một xíu nữa, tức là 12 xíu. Nhưng mà với người có trí tuệ cận lực, nhưng mà với những phước độ cũng cũng đầy đủ chậm, nhưng mà có thể có khả năng đạt được, cũng giống như một cái học sinh này, vừa nhìn xong cái đề toán là biết ngay cái phương pháp giải, cách thức giải, và người thực hành một cách nhanh chóng. Người thứ hai phải đọc đi đọc lại cái bài toán, cái đề toán cho nhiều lần mới hiểu được, mới tìm ra được cái cách giải. Thì người này cũng vậy. Người thứ ba đọc lại nhiều lần rồi phải từng tự mà làm, không có rút ngắn được giống như cái người thứ hai, nhưng mà cũng ra được cái đáp số, được người gọi cũng hoàn tất được cái bài toán. Người thứ tư đọc rất nhiều lần rồi làm rất là dài, nhưng mà cuối cùng thì cũng đúng, cũng ra được cái đáp số. Ví như cái người mà trí tuệ chậm lục, một học sinh mà vừa thấy được cái đề toán là biết ngay được phương pháp dạy, biết ngay cách thức dạy, nói với người có trí tuệ cao này chỉ nói danh sách là đủ hiểu, là người ta triển khai được. Nói với cái người có trí tuệ hay chậm chút xíu, ví như học sinh phải đọc đi đọc lại cái đề toán một hai lần thì tìm ra được cái phương pháp giải. Ví như trí tuệ chậm, cho nên giảng về ngũ uẩn, quán xét ngũ uẩn, thì người này cũng thể chứng đắc từ đầu ra. Cái người thứ ba cũng ví như cái trí tuệ chậm hơn nữa, phải đọc đề toán nhiều lần rồi giải dài hơn cái người thứ hai, nhưng mà cũng có đáp số đúng, mà cũng là tức là chứng đắc được đạo quả, tức là hạng người mà phải quán xét về 12 xứ thì sau cùng là 18 giới. Đây là cái bốn điều nó xoay vòng trong đó. Cho nên trong cờ là tạng diệu pháp thường thường lấy bốn cái điều này để phân tích các pháp, phân tích theo uẩn xứ giới đế. Còn những phần khác chỉ là phần phụ trội, phần chủ yếu chỗ này là phân tích theo uẩn xứ giới đế. Tại sao vậy? Tại sao pháp học mà duy trì diệu pháp phải phân theo uẩn xứ giới đế vậy? Để dành mục đích cho những học viên học duy diệu pháp nó nhạy bén lên cái trí tuệ. Nếu nói về giới thì sẽ như bà nó thuộc về giới này, nếu về xứ thì sẽ là xứ này, nếu nói về uẩn thuộc về uẩn này, nếu nói về sự thật thì nó sẽ là khổ đế, tập đế, đạo đế hay diệt đế. Nhạy bén như vậy, ôn tập như vậy, riết một dần dần một thời gian, cái trí người này tự nhiên nó sắc bén rồi. Và khi đi vào vào cái thiền tập, người này sẽ quán xét ngũ uẩn rất rành, hoặc là sẽ quán xét về cái 12 xứ, hoặc quán xét về 18 giới. Ở trong phần niệm pháp tứ niệm xứ thì uẩn xứ giới đế là phần chủ yếu, hoặc là quán xét về năm thiền cái, hoặc là về quán xét về năm thủ uẩn, có quá khái. Ở cho nên chúng ta thấy là cái tâm ở trên cái chỗ nén ở, tức là tâm ở trong cái đề mục thiền tịnh, hoặc là tâm ở trong cái đề mục thiền quán. Vì tâm ở trong đề mục thiền quán hay tâm ở trong đề mục thiền tịnh, đó mới thật sự là hạnh phúc cao thượng. Từ tâm đặt ở trong cái thiền tịnh xong thì triển khai thiền quán, nó nhanh chóng chứng đắc được đạo quả. Cái hạnh phúc cao thượng này nó theo ý nghĩa thông thường, ý nghĩa của tục đế là sự thật tục đế,
là những gì nó thuộc về bề mặt, mà hàm chứa trong đó cái hạnh phúc cao tột nhất không gì khác ngoài Niết Bàn. Và chính Đức Phật Ngài đã dạy như vậy. Niết Bàn năng ba la năng xuất hành, Niết Bàn là cái hạnh phúc cao thượng, là một hạnh phúc cao tột nhất. Như vậy hạnh phúc cao tột đây, trong cái bài kinh này Ngài cũng ám chỉ tới cái Niết Bàn, mà khởi đầu bởi những cái duyên cứu xứ, cái như thế nên chỗ ở thích hợp, chỗ ở được tốt đẹp, ở bên ngoài dần dần có cơ hội sẽ tạo duyên để đưa vào những cái trú xứ bên trong. Cái trú xứ tốt đẹp ở bên ngoài là nơi có bậc trí trú ngụ, là nơi có thể tạo được những cái điều kiện tạo những cái phước lành, là nơi có vị thánh A La Hán. Và đặc biệt là cái trú xứ nào mà có Phật pháp đang lan rộng đó. Hai điều trên chúng ta phải khó kiếm, nhưng mà cũng có thể sẽ khó thực hiện được. Nhưng cái đề điều đặc biệt nhất là có Phật. Mỗi người có trí thì thường thường đi vào những cái nền tảng của sự tốt đẹp, mà sự đem tới một sự an lạc, một sự lợi ích trong hiện tại lẫn tương lai. Mà chỉ có Phật pháp, chỉ có Phật pháp, chỉ có lời dạy Đức Phật mới đem lại cái hai hạnh phúc này, hạnh phúc trong hiện tại lẫn hạnh phúc trong tương lai. Cho nên dùng đất nào mà có Phật pháp, dù là nhỏ hả, nhưng mà có được cái Phật pháp đang giảng pháp, đang Phật pháp đang thịnh hành, thì điều đó là cái nơi nên ở. Có vị thánh A La Hán càng mừng càng hoan hỷ, có bậc trí càng mừng càng hoan hỷ. Và đây là cái trú xứ bên ngoài, nó là duyên hỗ trợ cho cái trú xứ bên trong. Trú xứ bên trong tức là người này gắn liền vào những cái đề mục thiền tịnh, hoặc gắn tâm vào những đề thiền quán thân thọ tâm pháp, mà đặc biệt là quán được cái pháp tứ niệm xứ, tức là quán về bốn sự Phật, quán về năm uẩn, quán về 12 xứ, 18 giới. Và có như vậy thì mới thật sự là e tăng măng ga ngô ta măng, tức là hạnh phúc cao thượng. Vậy và xin thưa quý vị là thời gian hôm nay cũng vừa phải lẽ của báo sinh lên, xin cũng vừa anh chư công đức tăng đến cho quý sư cô quý cô tu nữ, và xin chia đều toàn thể phật tử hiện diện trong gom, mong quý vị quan hỷ tòa dũng đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Tát Gia, nam mô Tham Ma Gia.